Xin chào anh chị. Hôm nay Tài xin giới thiệu đến anh chị hai lô đất liền kề trên cái trục đường lớn nhất của dự án Bella Vista. Cái dự án Bella Vista này Tài có làm video giới thiệu tổng quan về cái dự án, Tài có đính kèm ở phần mô tả của video này. Thì Tài sẽ đi từ cái trục đường 36 m để đi vào dự án Bella Vista. Trước mặt anh chị đây là cái trục đường 36 m đấy ạ. Và Tài xin đi vào cái trục đường lớn nhất của dự án, trục đường 20 m, trục đường thương mại của dự án. Thì cái trục đường này, các lô đất nằm trên cái trục đường này có giá trị đắt nhất trong dự án. Đó, anh chị thấy trục đường này đã được rải nhựa rất là đẹp. Cây xanh được trồng đầy đủ. Điện, phòng cháy chữa cháy. Bên phải anh chị là được quy hoạch là trung tâm thương mại của dự án. Trước mặt anh chị có con đường cắt ngang là có con đường 17 m đấy ạ. Và cái lô đất Tài giới thiệu thì nó sẽ nằm trên cái block B4. Vị trí là B4 9 10. Hai liền lô liền kề nhau đấy ạ. Đó, đây là cái vị trí block B4, Tài đang đi đến cái hai cái lô đất đang giới thiệu đến anh chị. Và trước mặt anh chị là hai cái lô đất B4 9 10. Hai cái lô đất này có bề ngang là 5 m, bề dài là 20 m. Tổng diện tích mỗi lô là 100 m². Đó, cái vị trí ranh giới là từ vị trí Tài chỉ tay. Đó, dài sâu 20 m đến đến cái giữa của cái cột điện này, đến cái mép của cột điện này. Đó, bề ngang là 5 m, bề sâu là 20 m. Tổng diện tích là 100 m² nha anh chị. Cái lô P410 cũng diện tích và bề diện tích cũng giống B49. Đó, từ cái cột điện đến cái mép này. Ngang 5 m, dài 20 m. Giá hiện nay của mỗi lô đất là 12 triệu một mét vuông, là tổng là 1 tỷ 2 trên một lô. Đã bao các anh chị sang tên hợp đồng rồi ạ. Đó, hai lô đất này liền kề nhau rất là đẹp. P49, P410. Anh chị mua có thể mua lô cặp để có thể xây dựng nhà, xây dựng nhà trọ cho thuê hay là xây dựng văn phòng công ty. Tài chỉ tay là cái trung tâm thương mại của dự án đấy ạ. Đó, phía đó lúc nãy Tài có giới thiệu đến anh chị đấy. Trục đường này là trục đường thương mại rất phù hợp với anh chị mở văn phòng công ty, mở quán ăn. Rồi, tiếp theo Tài xin đi hết cái trục đường này để anh chị thấy được cái tiềm năng phát triển của cái trục đường 20 m này. Tất cả những lô đất nằm trên cái trục đường 20 m này đang có giá trị cao nhất trên dự án. Các tiện ích trên cái của dự án này đã cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện đầy đủ. Đó, anh chị thấy nhà người ta đã xây san sát lên ạ. Rất là nhiều nhà xây đẹp. Đi hết cái trục đường này là cái con sông Thầy Cai. Ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Đó, đây là cái con sông Thầy Cai đấy ạ. Trước mặt anh chị là cái được quy hoạch là khu đô thị Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Sau này sẽ được là quy hoạch là khu đô thị Tây Bắc đấy ạ. Chào anh chị. Tiếp theo Tài xin giới thiệu đến anh chị vị trí của lô đất trên bản vẽ.
của dự án. Thì vừa rồi Tài có đi từ cái đường trục đường 36 mét, đấy Tài có đứng ở vị trí chỗ này, bắt đầu đứng từ vị trí chỗ này. Sau đó Tài đi vào cái trục đường lớn nhất của dự án, trục đường 20 mét đây ạ. Trục đường này đây ạ. Rồi, đây là cái trung tâm thương mại của dự án đây ạ. Vị trí của lô đất là vị trí block B4. Tài sẽ zoom lại. Đây là block B4, vị trí là B4, nền số 9 và nền số 10. Đây ạ, B4, 9, 10 đấy ạ. Tổng diện tích là mỗi lô là 100 m², ngang 5, dài 20. Block B4 này rất là gần trung tâm thương mại. Đi một đoạn là ra trung tâm thương mại, khoảng mấy chục mét đấy ạ. Đi hết cái trục đường 20 mét này, sẽ đến cái con sông Thầy Cai. Đó, đây là con sông Thầy Cai đây. Anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu hai cái lô đất này thì vui lòng liên hệ Tài qua số điện thoại Tài có đính kèm ở trên màn hình. Rất cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi cái video này của Tài. Chúc anh chị một ngày mới đầy niềm vui và thành công.